Công an thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận đang điều tra vụ án mạng xảy ra vào sáng ngày 14 tháng 12, khiến anh Nguyễn Minh Hiệp, 42 tuổi, tử vong. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 13 tháng 12, Nguyễn Phi Long, 27 tuổi, ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại nhà ở thôn Hiệp An, xã Tân Tiến, thị xã La Ghi. Trong lúc nhậu, Long xảy ra mâu thuẫn với anh rể của mình là Nguyễn Minh Hiệp, 42 tuổi. Long dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Hiệp. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng, anh Hiệp không qua khỏi. Ngay trong đêm 13 tháng 12, công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Phi Long để phục vụ điều tra. Hiện vụ việc đã được chuyển lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận để xử lý theo quy định của pháp luật.